ngành giáo dục của huyện Hải Hậu, lúc ấy là phòng giáo dục là cử đồng chí Yên về trực tiếp để đồng chí Yên có thống nhất với chúng tôi là tạo mọi cái điều kiện để mà cho trường hoạt động. Trong cái lúc mà khởi công thì chúng tôi là sẽ nhất trí và tạo mọi cái điều kiện để ủng hộ cho các ông chí, mà đặc biệt là những cái chi tiết báo cáo công chí là nếu như bây giờ mà xây dựng một cái trường thì cái thủ tục thì nó còn đòi hỏi là từng bước, từ là quy hoạch, từ bản vẽ rồi là tất cả cái điều kiện. Nhưng mà lúc ấy thì báo cáo công chí là nó rất đơn giản thôi, giữa chúng tôi với đồng chí Yên ấy, thì thống nhất rồi thì trong những cái buổi mà tiếp xúc với lại các đồng chí ở trên là sở giáo dục về đó, thì báo cáo công chí lúc ấy thì là hợp tác xã là chúng tôi thì trước hết là cắt toàn bộ cái ruộng của hợp tác xã là đang là cày cấy để cho nhà trường ấy là đào lấy cát này, mà xây trường. Thì cũng báo cáo chứ nó cũng không có cái tiền để mà mua cát ở đâu đâu, tức là đào hai cái thửa ruộng mà hai cái bên cổng nhà trường bây giờ đấy để mà lấy cái cát đấy từ để mà xây. Thế còn về những cái là mặt kinh tế đó thì cũng báo cáo các ông chí là tất cả những cái việc mà nhà trường cần ấy, thì hợp tác xã trực thái đó là đều tạo điều kiện giúp đỡ. Và đặc biệt là về mặt kinh tế thì báo cáo chính là về nguyên tắc cái tiền thì chúng tôi không thể bao giờ là dám ủng hộ cho nhà trường cái gì cả, nhưng mà hoàn toàn là lúc ấy nó còn cái giá là bao cấp. Thì nó có nhiều giá, một cái giá là cung cấp, một cái giá là thị trường. Nhưng mà chúng tôi là hoàn toàn là tạo điều kiện là về gạo, về thực phẩm. Thế mà nhà trường mà cần những cái gì thì hợp tác xã là trực thái là sẽ tạo điều kiện cho nhà trường với cái giá mà giá gọi là chỉ đạo là của huyện, để mà nhà trường giải quyết được tất cả những cái khó khăn trong cái quá trình mà xây dựng trường. Thế còn ngay cả về cái đất đai thì là chúng tôi cũng chịu cái trách nhiệm là cung cấp về đất, nhưng mà những cái khó khăn về thủ tục thì những cái gì mà chưa giải quyết được thì là hợp tác xã cũng tạo điều kiện. Cụ thể tôi xin nói với công chí là cái diện tích khi xây dựng nhà trường hoàn thành nhà trường và đưa vào sử dụng thì chúng tôi vẫn phải chịu cái thuế ấy, bởi vì là thủ tục lúc bây giờ thì là cắt như bây giờ đấy thì nó không có, mà toàn làm cái tắt thôi. Ý kiến đồng chí Tước là chủ tịch, đồng chí thống nhất rồi thì giữa chúng tôi với đồng chí Yên là cứ thế là giải quyết. Cho nên là rất nhiều năm tôi nhớ lúc ấy là đồng chí Đinh Văn Tờn ấy, là như bây giờ ta gọi là sở tài nguyên và môi trường đấy, nhưng mà lúc ấy đồng chí là phụ trách về địa chính là của tỉnh Nam Định, mà nhiều lần ông ấy xuống cứ phê bình chúng tôi mãi, mà chúng tôi vẫn phải là chịu trách nhiệm, bởi vì làm thủ tục thì là trường không làm được, nhưng mà danh chính ngôn thuận thì tên là vẫn còn là cho hợp tác xã quản lý. Thì lúc ấy là đất đai của hợp tác xã là hoàn toàn phải nộp thuế cả, thì tôi phải gánh chịu cái đó là để cho nhà trường, mà cụ thể là chỗ đồng chí Yên ấy, đồng chí là giải quyết được các cả cái công việc cho nó hoàn tất.